Hòn giải Thanos, let's go. Bắn tùm lum. Mẹ mày. Có. Ok, để tao sẽ qua. Qua. Quay dưới đây. Yếu. Quay gay. Gay lắm luôn đấy. Thằng này mà được cái bú luôn. Ôi cút con mẹ. Tao nhớ quả phase 7 của Marvel, quả Thanos đánh nhau với Tục Chiến. Quách phải là. Tao thích cái đoạn Thanos bảo I am inevitable. Rồi thằng Tục Chiến bảo em Tục Chiến, xong rồi nó búng chim. Mẹ hôm đi nào đã thằng Sang thỏ sợ chim tao rồi gây mẹ lắm. Đang đứng thằng máy thì thằng Sang thỏ tay vào bóp chim tao. Rồi nó cứ nhìn tao. Tôi đã bảo là hai thằng này nó đục biết nhau ở Đà Nẵng mà anh em đéo nghe. Đấy là chúng nó đi du lịch nghỉ dưỡng như job đéo gì đâu mà. Mèo đi. Blowjob. Bây giờ hay gọi tao là He. Bắn này. Em cũng bèo cái à, anh em bắn hay quá. Bạn ơi, bạn đứng lại em xử lý cho anh bạn cái, anh bạn ơi đứng lại. Tình mày cao, mày chứng nhận mà cái gì ra. Tình mày cao á, mày bú nhầm ấy. Tình cao bú nhầm là khác. Bú nhầm mà bú nhầm được cái gì? Bú. Các đâu biết bú là cái gì không ấy? Biết không? Ơ gì có thật. Bú có thật. Cái công cụ chính phủ tạo ra để theo dõi người dân. Đấy, thằng trưởng này, tao phần... Thằng chiến chưa bị chết này. Tao bị hoảng. Đỡ đạn cho con Wingman. I know what must be done. What? Không biết. Nói thế thôi. Bất đi Riot. Can someone get this? Yeah, bất đi Riot nè. Thèm bước đi quá. Em bước đi quá. Em bước đi quá. One enemy remaining. Zaron, để tao. Oh my god. Report remind này. Report này. Xin lỗi. Cái đó quá dễ. Người đó có đó rồi. Disrespectful threats, sabotaging, offensive, abuse, convoy, cheating. Kẻ hủy diệt niềm vui. Tạ Văn Thắng, Ri Văn Mai và Nguyễn Văn Duy. Em xin lỗi. One enemy remaining. Sao tao muốn như này nếu như mày có thể bắt được nó ấy. Nói với câu riêng ngầu ngầu trước khi giết nó nhá. Mày muốn tao nói câu gì? Nói gì đó ngầu ngầu ấy. Cứ chùa, cần phải lên men. Bây giờ mới sẽ bị áp lực thì làm. Để tao ghi nhá. Nếu hôm tao giao. Xin chào tất cả bạn, mình là Phan Hồng. Ok. Hay. Nó bất ngờ không mày ơi. Tao không kịp phản ứng. Kiểu ví dụ mà nó gỡ fake thì tao có thể nói trước được. Lem. Ba là lem với tôi, ba là người phá lem ấy. Thừa nước được thả tim, đéo hiểu lắm gì. There's my buddy. Đừng Tùng chết rồi. Mẹ muốn chết à? Hơi chẳng sống bạn ạ. Mày hỏi sai câu rồi. Mày hỏi sai người luôn. Mà play xong đẩy lại hướng vừa đến ấy. Đẩy luôn. Đẩy luôn. Ulti kìa. Từ. Rồi đẹp ấy, hay ấy. Nó đéo nghĩ được đâu. Hứa luôn. Bây giờ nha, ping bom bao giờ bảo pick thì pick nha. Nấp đi. Đứng yên đây, rồi. Có chết con mẹ cái lùn như vậy. Ôi, giờ của mình cũng đâu ra. Tạch với trả tích. Tao cho echo đi. Tao cho echo. Ok. Mẹ, con mẹ sống không có chó không? Em là để vui mà mọi người cứ làm sao. Cầm con cụ mồm đi. Cụ mày. Cái này làm phải ngon. Từ, hai mày đợi tao. Sai hết rồi. Đúng rồi, không sai đâu. Ai ơi thì mà. Hay quá. Xuống ra. Mày đâu, Tùng Chiến ơi, mày làm con ngoài đây luôn. Tao quá sợ, tao không thể đi vào. Nhìn lại. Tao chuẩn bị chết trong 3, 2, 1. Tùng Chiến, mày nó đứng mãi, tít vào đây là sao? Yeah, flash chiến đây. Tùng, thằng này biến rồi ấy. Cố giết mạng đi nha. Vào đây. Hay Tùng Chiến ơi.
Cái đéo gì. Ui, có smoke. Đấy. Ra đây. Đấy. Một nữa. Yếu rồi, yếu rồi. Nó cứ phải gọi là đơn giản. Cứ hình thức tăng xanh xử lý. Bốn, bốn. Mày, mày xài. Súng trên người, mày có súng trên người, mày có súng trên người, mày có súng trên người. Ui, đúng dân văn phòng. Mày dân văn phòng hay quá. Phật nào ra phật đấy, nghe đúng nính. Được quá, ổn. Dân nam nính. Mày thêm một tính từ. Ây giời ơi. Mít, mít đâu. Con mẹ cái thằng trục chiến. Đi tao, hiểu hết rồi. Đi đừng đẩy gì đi ơi, không cần mấy phát. Mẹ đẩy đúng một round rồi, cũng chửi đó. Mẹ đẩy đúng một round. Đúng một round à. Đúng một round, thích một round không? Nói cái nhẹm 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 nhẹm. Mở mồm ra cái. Mày ra một cái bánh là tao say mà. Mẹ. Giọng không nghe hoàn. Vậy cũng chửi ta đó. Nó bật phim truyền hình miền Tây. Có phim truyền hình miền Tây á. Mẹ nghèo. Nghèo đi kia làm kiếm tiền lao động đi. Mẹ xóa cái c***. Anh chưa trả được tiền thông. Mua mày. Mày đừng nói này mọi người biết như thế. Anh em làm quả Mitsubishi chạy bà UV City luôn. Đi luôn. Lên. Tao có một smoke rồi, tao quên đi một. Ôi rồi. Ôi rồi. Mẹ Hiếu. Ok, mày chắc chắn rồi đúng không? Chúng mày chắc chắn rồi đúng không? Mày phải chấp nhận lâu rồi, anh em mình pick hết đồ nó rồi, nó biết chọn cái lực này. Vui hả? Đâu nhanh nhanh! Đâu nhanh nhanh! Cảm ơn tình liệu video này đấy. Tao không nghĩ thằng Sang nói chuyện như thế. Đẩy full B, đẩy full B. Chọn nhau, mùi nhau, cắt nhau, béo. Lao luôn nhá, lao luôn nhá. Lao này, lao. Rồi, đeo quay. Đeo quay luôn, yeah. Quay luôn. Xong rồi A rồi, nó vào nó úp vào từ trước. Yeah. Vào nó úp vào từ lấy con mang, bắt được con mang đi. Xây. Ok, tao đã được một kill bằng Z, tức là tao có thể chơi Z và từ giờ đến cuối trận tao sẽ không giết thêm một kill nào nữa, xin cảm ơn. Wow, sao cứ để mình tao đi á. Ủa, đẩy A mọi người ơi. Cái mẹ Hiếu. Có hiếp bạn tao rồi. Thầy ơi. Lên lồng. Kì đây. Ủa. Mày biết là tao ở đâu luôn. Đéo biết tao ở đâu luôn. Tao ở đâu. Tao bị kẹt mẹ kẹt rồi. Mày kẹt vào tường rồi. Đéo hiểu cái tường. Quả tường. Tỉnh chí chảy hết á. Ah, mọi người. Say again. My smoke can't. Get out. Mày bay cái. Get out. Đừng lo, anh đi kiếm tuổi đó cho các em nha. Anh không đẩy qua được cái tường này mất rồi. Thôi được, thôi được, tục chưa thôi đúng. Thôi sao bạn yên tâm. Rát là sai. Cố tình em. Đồng quá. Cái đứa con. hai thằng heo yếu. Heo cuối. Nice. Spike down mid. Ai trên 3.000 tiền nhớ heo cũ nhá. À. Sao chó ăn cứt? Sao chó thích ăn cứt thế nhở? Ê, một câu hỏi mà nó khiến tao thực sự suy nghĩ về cuộc đời này không? Báo hoàng. Này. Lấy không? Có. Đéo chó. Tài mấy lần. Tài mấy lần. Mẹ cái thằng ốc. Tụ chiến đây, Bắc. Bắc. Đi chết. Con mẹ ốc bụt.
kinh cái số. Tại sao lại không cái số? Tao không nghĩ là nó ngẩng đầu lên kịp.